Nãy vừa đi qua một cái đoạn đường nó sạt lở rất là nguy hiểm, nhưng mà vì đường xấu nên không kịp quay. Đây, đoạn đây cũng bị sạt lở này mọi người này. Bây giờ đến suối này, đây, đoạn đây cũng bị sạt lở này, gần đến cầu suối quanh đây. Đóng chân đổ rồi xuống ngay lên. Cầm đang quay cầm. Đổ xe. Ok anh em nhé. Trên vùng cao rồi, ngã xe. Tâm ơi, chạy nhau chú đi kìa. Ra khói đen kìa bố.